Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối hôm nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình sẽ có một số thông tin đáng chú ý. Chủ động ứng phó hạn chế thấp nhất thiệt hại do hoàn lưu bão số 5 gây ra đối với người dân miền núi. Tiếp tục xét nghiệm truy vết các trường hợp liên quan đến các ca bệnh tại công ty giày Ricoh. Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam. Tính đến đầu giờ chiều nay, tổng số tàu cá của tỉnh Quảng Nam đang hoạt động trên biển là 137 tàu với 2.698 lao động. Tất cả các tàu đã nhận được thông báo về diễn biến và hướng đi của bão và áp thấp nhiệt đới. Đối với các tàu đang neo đậu tại Cù Lao Chàm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có văn bản thông báo hướng dẫn di chuyển vào vị trí an toàn. Về tình hình thu hoạch vụ hè thu 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các địa phương tuyên truyền vận động hỗ trợ nông dân tập trung thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa vụ hè thu 2021 còn lại với phương châm xanh nhà hơn già đồng. Đến nay, diện tích đã thu hoạch là 30.397 ha, diện tích thu hoạch còn lại khoảng 6.260 ha. Công tác di dời sơ tán dân cũng được khẩn trương triển khai với tổng số hộ dân sơ tán 2.957 hộ, tập trung tại các địa phương gồm Hội An, Tam Kỳ, Nam Trà My, Đông Giang, Núi Thành, Phước Sơn, Tây Giang và Bắc Trà My. Mưa lớn cũng đã làm một số tuyến đường trên địa bàn các địa phương miền núi bị sạt lở, giao thông bị chia cắt. Tại huyện Nam Trà My, một số tuyến đường DH và tuyến về thôn bị sạt lở. Tại huyện Nông Sơn, tuyến đường DH5, đoạn từ cầu treo thôn Tú Nhũ, xã Quế Lâm bị sạt lở đoạn dài 15m, phương tiện đi lại khó khăn. Trong những ngày qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đi kiểm tra chỉ đạo các địa phương công tác ứng phó với bão số 5 và đã ban hành các văn bản chỉ đạo các sở ban ngành và các địa phương triển khai thực hiện chủ động ứng phó với diễn biến của bão Côn Sơn và mưa lớn. Sáng nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My đã đi kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở cũng như các tuyến đường giao thông huyết mạch trên tuyến quốc lộ 40B. Tính đến trưa nay, mực nước sông Trường vẫn còn dâng cao băng qua đường. Hiện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Trà My đã cử lực lượng chức năng chốt chặn tại hai đầu cầu sông Trường. Trước đó, để đề phòng lũ quét sạt lở đất trong ngày 11 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My đã chỉ đạo các địa phương tổ chức di dời 79 hộ, hơn 300 nhân khẩu đến nơi ở an toàn. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Bắc Trà My các tuyến đường liên xã vẫn ổn định, địa phương vẫn chưa xuất hiện các điểm nguy cơ sạt lở nào. Lúc 13 giờ ngày 11 tháng 9, nhận được thông tin tàu cá QNG95058TS của ông Dương Văn Thạch, trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đến bắt hải sản trên biển, đang trên đường về tránh bão số 5, thì tàu bị phá nước, hỏng máy, cách đông nam đảo Lý Sơn 28 hải lý. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã chỉ đạo tàu Cảnh sát Biển 8002 nhanh chóng tiếp cận vị trí cứu hộ cứu nạn người và phương tiện. Đến 18 giờ 15 chiều ngày 11 tháng 9, tại vị trí cách vị trí tàu bị nạn 18 hải lý, tàu Cảnh sát Biển 8002 tiếp cận tàu bị nạn. Lúc này, tàu cá QNG95058TS đã bị chìm, tính mạng của 5 thuyền viên bị đe dọa. Trong điều kiện thời tiết xấu, sóng to gió lớn của bão số 5, cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát Biển 8002 đã nhanh chóng cứu vớt thành công cả 5 thuyền viên đưa lên tàu. Sau khi đưa 5 thuyền viên lên tàu, cán bộ chiến sĩ trên tàu 8002 đã sưởi ấm, chăm sóc y tế và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Hiện sức khỏe các thuyền viên đã ổn định. Sau khi cứu nạn 5 thuyền viên của tàu cá QNG95058TS, tàu Cảnh sát Biển 8002 tiếp tục xuyên bão tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tàu kéo số hiệu DNA0494 gồm 13 thuyền viên do ông Nguyễn Dũng sinh năm 1964, cư trú Sơn Trà Đà Nẵng làm thuyền trưởng đang neo tránh trú bão ở vùng biển thôn Đông An Hải, Lý Sơn, bị lưới quấn chân vịt không hoạt động được và rê neo trôi dạt về hướng nam của đảo Lý Sơn, cách phía đông nam Lý Sơn khoảng 17 hải lý. Trong điều kiện mưa to, sóng gió lớn, tính mạng của ngư dân bị đe dọa nghiêm trọng, cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát Biển 8002 quyết tâm tìm kiếm cứu nạn phương tiện và người bị nạn. Sau gần 6 giờ liên tục tìm kiếm và liên lạc với tàu bị nạn, đến 1 giờ 30 phút rạng sáng ngày 12 tháng 9, tàu Cảnh sát Biển 8002 đã tiếp cận với tàu DNA0494 và 13 thuyền viên. Tàu Cảnh sát Biển 8002 nhanh chóng triển khai các biện pháp cứu nạn và tổ chức lai dắt tàu bị nạn về đất liền.
Mặc dù bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng tại Quảng Nam mưa lớn vẫn đang tiếp diễn, nhất là tại các địa phương vùng núi gây sạt lở chia cắt. Lực lượng công an xã chính quy tại các xã vùng cao huyện Phước Sơn đã bám địa bàn tổ chức di dời người dân khu vực sạt lở đến nơi an toàn. Tại thôn 1 xã Phước Thành, huyện Phước Sơn đã xảy ra sạt lở đất, lấp đến tường nhà anh Hồ Văn Phơ và Hồ Văn Tuân, và một số hộ dân tại thôn 4 xã Phước Thành bị nước xói đến sát nhà. Lực lượng công an xã đang phối hợp với các lực lượng khác ở địa phương đã di dời các gia đình và hỗ trợ tháo dỡ, chuyển tài sản có giá trị đến khu vực an toàn. Trước đó, để ứng phó với cơn bão số 5, lực lượng công an cùng chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng huyện Phước Sơn đã di dời hơn 250 hộ với 1.088 nhân khẩu trên địa bàn 7 xã của huyện, cùng một số công nhân thi công công trình ở một số xã về trú bão, ở các điểm nhà làng và nơi đảm bảo an toàn. Hiện vẫn còn một số ít người dân đi làm rẫy chưa về nhà, đã và đang được lực lượng chức năng liên lạc, vận động, không đi qua sông suối. Thưa quý vị, mặc dù bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, song tại các huyện miền núi Quảng Nam, lượng mưa đang rất lớn và thời tiết vẫn diễn biến rất khó lường. Do đó, công tác chủ động ứng phó như điều tiết hồ chứa về mực nước chết, tham gia đón lũ, cắt lũ cho hạ du, rồi di dời dân đến nơi an toàn, đề phòng nguy cơ sạt lở đất, đang được khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam triển khai rất quyết liệt. Những buổi tuyên truyền phòng chống thiên tai như thế này được công ty cổ phần thủy điện Đắc Mi triển khai liên tục. Vừa thông tin về suy yếu của cơn bão số 5, chuyển sang áp thấp nhiệt đới gây mưa to trên diện rộng, đơn vị này còn phối hợp chặt chẽ với các địa phương miền núi Quảng Nam hướng dẫn người dân phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Điều này tạo cho người dân địa phương yên tâm, kịp thời di dời khi mưa lũ đổ về. Thủy điện xả lũ thì thủy điện có cái còi, còi hú, có những hộ dân xa những còi hú đó thì ban quản sự thôn lập tức đi truyền tiền cho bà con nước đoan xả lũ. Khi nước lũ về là thủy điện sẽ bố ngay và cùng đi với ủy ban nhân dân xã kêu gọi bà con ra khỏi coi như vùng nước của thủy điện. Khi mà mực nước trên quy định để qua đập tràn thì cũng có dùng cái hệ thống là rao và loa báo, có sự chuẩn bị về cái cách điều hành, tập trung những vùng trọng yếu để di dời người dân ra khỏi cái khu sạt lở cũng như là có nguy cơ bị ngập ống. Hiện nay ở 6 huyện miền núi Quảng Nam, cùng với sự chủ động của chính quyền địa phương, thì các đơn vị thủy điện cũng chủ động phòng chống thiên tai và đảm bảo an toàn công trình đập. Trong đó, chú trọng việc vận hành hồ chứa theo quy trình đơn hồ, liên hồ của Thủ tướng Chính phủ, đưa mực nước hồ về mực nước chết để nâng cao dung tích phòng lũ, rồi đảm bảo phòng chống thiên tai gắn liền với công tác phòng dịch COVID-19, cũng được các nhà máy thủy điện triển khai quyết liệt. Và cái hiệu quả của phương án này cũng đã được chứng minh đến ngày hôm nay, là chúng tôi chưa phải thực hiện công tác xả lũ và hiện tại mực nước mới đang ở cái mực nước thấp nhất trước lũ theo quy trình vận hành liên hồ chứa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai cũng đã kết nối trực tuyến được với cấp thủy điện. Đối với những kịch bản mà phức tạp về thời tiết cũng như là phức tạp trong vấn đề mà ban hành cái lệnh vận hành hồ thì sẽ tổ chức cuộc họp đồng thời giữa cấp thủy điện để có một cái kế hoạch vận hành phù hợp, mang tính liên hồ để nhằm giảm lũ cho hạ du. Mưa lớn vẫn tiếp tục xảy ra trên địa bàn các huyện miền núi, do đó việc chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Quảng Nam trong chủ động ứng phó với lũ quét, sạt lở đất, rồi sự vào cuộc của các nhà máy thủy điện nơi đầu nguồn trong điều tiết đón lũ, cắt lũ, tất cả sẽ góp phần nâng cao việc chủ động ứng phó của chính quyền cũng như hạn chế thấp nhất mức thiệt hại do hoàn lưu bão số 5 gây ra đối với người dân miền núi. Thưa quý vị, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngày 8 tháng 9 năm 2021 đã ghi nhận xuất hiện ca bệnh tại cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc và đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận 39 ca liên quan. Riêng công ty Dệt Ricoh hiện đã ghi nhận 13 ca, tập trung chủ yếu tại phân xưởng A và phân xưởng B, đang tiếp tục xét nghiệm truy vết các trường hợp liên quan tại công ty này. Công ty Dệt Ricoh với tổng số lao động hơn 10.000 người lưu trú tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, nguy cơ dịch bệnh xuất hiện tại các khu vực có lao động làm việc tại phân xưởng A và B của công ty đang lưu trú là rất cao.
nhằm chủ động khống chế có hiệu quả tình hình dịch bệnh tại tỉnh nói chung, thị xã Điện Bàn và công ty giày Riker nói riêng. Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan và thị xã Điện Bàn khẩn trương rà soát và đưa đi cách ly tập trung ngay những công nhân của công ty giày Riker làm việc tại các địa điểm đã có ca bệnh F0. Toàn thể công nhân thuộc phân xưởng A và B phải thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày, thực hiện nghiêm túc 5K. Chú ý mang khẩu trang, giữ khoảng cách, hạn chế tối đa tiếp xúc với người trong nhà. Toàn bộ những công nhân khác của công ty giày Riker tự theo dõi sức khỏe và khai báo với cán bộ y tế khi có dấu hiệu bất thường, cách ly tại nhà tất cả các trường hợp có liên quan đến những công nhân thuộc diện cách ly tập trung. Từng đơn vị địa phương chỉ đạo tổ COVID-19 cộng đồng theo dõi kiểm soát chặt chẽ lực lượng công nhân làm việc tại công ty giày Riker, yêu cầu tất cả các công nhân làm việc tại công ty này thực hiện nghiêm cách ly tại nhà, nơi lưu trú, không ra khỏi nhà, nơi lưu trú, thực hiện 5K, không tiếp xúc với người xung quanh kể cả ăn uống, thực hiện nghiêm một cung đường hai điểm đi về. Trung tâm Y tế huyện, thị xã thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã thành phố thực hiện các biện pháp tăng cường, các hoạt động rà soát, truy vết, hướng dẫn cách ly y tế, hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm, công tác khử khuẩn, thực hiện lấy mẫu theo quy định đối với các trường hợp được cách ly y tế, đảm bảo nhanh nhất, phát hiện sớm nhất các ca F0, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, tăng cường công tác thông tin truyền thông để người dân biết và tham gia tích cực có hiệu quả vào các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương. Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, thị xã Điện Bàn tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 12 tháng 9 nhằm quyết tâm khống chế và từng bước đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi cộng đồng trong thời gian sớm nhất. Theo đó, từ 0 giờ ngày 12 tháng 9, thị xã thực hiện nghiêm bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, nhà với nhà, tổ dân cư với tổ dân cư, thôn khối phố với thôn khối phố, xã phường với xã phường. Người dân ai ở đâu ở đấy, tuyệt đối không đi ra khỏi nhà, trừ các trường hợp thật sự cần thiết, không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Theo ghi nhận, trong ngày đầu tiếp tục thực hiện chỉ thị 16, người dân chấp hành nghiêm, đường xá trở nên vắng vẻ, quán xá đều đóng cửa. Các ngành chức năng của thị xã cũng đang triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh ở mức cao nhất, quyết tâm khống chế và từng bước đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi cộng đồng. Thưa quý vị, thực hiện chiến lược phòng chống dịch của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm 5K cộng vaccine cộng công nghệ, tỉnh Quảng Nam đã chủ động sử dụng công nghệ thông tin để làm một trong những biện pháp chống dịch COVID-19 hiệu quả, phục vụ, cung cấp dữ liệu kịp thời cho công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch của tỉnh. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định thành lập các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào Đà Nẵng, Quảng Ngãi và giữa các địa phương có dịch, lực lượng tại các chốt đã kích hoạt hệ thống kiểm dịch ở mức cao nhất bằng sự hỗ trợ của các phần mềm công nghệ thông tin. Tất cả các điểm kiểm soát trong toàn tỉnh đã sử dụng hệ thống quét mã QR code. Bất cứ ai qua điểm chốt cần bắt buộc phải thực hiện quét mã QR code để khai báo lịch trình di chuyển. Điều này giúp tạo thuận lợi cho người dân và giảm tải cho lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm chốt. Người dân sẽ có thể là khai báo y tế từ trước đó và sau đó chúng tôi sẽ các đồng viên thanh niên sẽ quét mã. Rồi hoặc một số trường hợp khó thì sẽ hướng dẫn cho người dân tới đây để quét mã và khai báo y tế, giúp cho người dân và cũng giúp cho các anh em chúng tôi ở đây theo dõi được về lộ trình đi và cũng như là sức khỏe của người dân. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đẩy mạnh truyền thông, vận động người dân khai báo y tế điện tử thông qua mã QR, sử dụng một trong các phần mềm tờ khai y tế nCoV Bluezone. Kết quả, tính đến ngày 9 tháng 9 năm 2021, trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ số người dân cài Bluezone đạt tỷ lệ 22,7%. Có 45 trên 60 điểm cách ly không thu phí, có camera giám sát. Có 20 trên 20 điểm cách ly có thu phí tại các khách sạn, resort, có camera giám sát. 10 trên 10 điểm chốt của tỉnh được trang bị các thiết bị công nghệ thông tin, hỗ trợ cho công tác khai báo y tế, kiểm soát phòng chống dịch. Thì hiện nay các điểm chốt chặn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũng như là các nơi tụ tập đông người đều được khai báo cái mã QR code để cho người dân đi đến điểm đều khai báo từ khai báo và công nghệ thông tin để cho thứ nhất là thuận lợi cho cái người dân khi mà khai báo y tế, thứ hai là cho người quản lý tại địa điểm đó có thể theo dõi được điểm danh, coi như là điểm danh được có những người đi qua điểm đó, để khi mà có trường hợp nào mà có
phát hiện những ca dương tính thì mình có thể truy vết lần lượt theo cái hệ thống công nghệ thông tin. Thì đó là một trong những thuận lợi khi mà khai báo y tế qua ứng dụng công nghệ thông tin. Thì với vai trò cơ quan quản lý nhà nước về công nghệ thông tin thì Sở Thông tin Truyền thông đã cùng phối hợp với các lực lượng liên quan của tỉnh Quảng Nam đã tổ chức triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh và cũng phối hợp với các ngành đôn đốc nhắc nhở tuyên truyền cùng với các địa phương tuyên truyền để cho người dân sử dụng những cái ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả nhất. Có thể thấy ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những vũ khí góp phần hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch COVID-19 nhằm phát huy tốt hơn việc hỗ trợ các yêu cầu về kỹ thuật, hướng dẫn tổ chức triển khai các biện pháp công nghệ cho các cơ quan, đơn vị và địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ tối đa các ngành trong việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.